Xin chào các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm sẽ tiếp tục review cái sản phẩm lần trước mà nhóm mình đã gửi đến các bạn, đó là cái module giải mã vân tay K215 kết hợp với module nhận dạng vân tay R305. Thì hôm nay mình sẽ có một cái sản phẩm ở đây, đó là một cái mô hình mở cửa tự động sử dụng vân tay. Thì các bạn có thể áp dụng với thực tế, như các bạn đi ra ngoài, các bạn ngại cầm chìa khóa, các bạn không cần giờ các bạn đã không cần phải lo ngại đến cái việc đánh rơi chìa khóa hay là mình có nhớ mình có đem chìa khóa đi hay không, thì với cái module này nó sẽ giải quyết những cái vấn đề đấy của các bạn. Thì các bạn đi ra ngoài, các bạn chỉ cần việc ngắt vân tay thì cửa sẽ khóa. Khi là các bạn nhấn cho module xác nhận vân tay của các bạn thì cái hệ thống mới hoạt động và cửa mới có thể mở được. Đây là mô hình của mình. Đây là mô hình mô phỏng của mình. Mình sử dụng một cái module giải mã vân tay K215, một module nhận dạng vân tay R305, một cái công tắc ở chứa động cơ, một cái động cơ giảm tốc nhỏ từ 1,5 đến 6V và một cái trục vít me để di chuyển cửa. Ngay ở đây thì mình chưa có thời gian nên mình không làm được cho cửa mở tự động, nên là mình sẽ phải dùng công tắc của mình sẽ bị giữ. Đây là phòng của mình. Bây giờ mình sẽ đây như các bạn đây. Khi chưa nhận vân tay thì động cơ sẽ không mở. Khi mà nhận vân tay, mọi người điều khiển cửa được. Các bạn thấy đấy, như các bạn thấy, mình sẽ ngắt vân tay. Đấy, không thể làm gì được. Này, vừa đã đóng mở cũng không có tác dụng. Đấy, thì các bạn vì chưa có chế độ dừng tự động nên là mình sẽ phải ngắt bằng tay, mình thủ công bằng tay. Các bạn có thể nâng cấp hơn, các bạn sẽ dùng đóng cửa tự động, các bạn dùng động cơ bước, các bạn tính số bước để các bạn có thể đóng cửa tự động được mà không cần phải ngồi canh như này. Đấy, các bạn thấy rất an toàn khi ra ngoài. Đây là một ứng dụng của module giải mã vân tay và module nhận dạng vân tay. Thì video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Hãy like và comment ý kiến của các bạn xuống dưới và nhớ subscribe và chia sẻ kênh giúp bọn mình, để chia sẻ kênh của bọn mình tới nhiều người hơn, và các bạn có thể theo dõi nhiều video sản phẩm mới của bọn mình hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.